Xin chào anh em nha anh em ơi. Hôm bữa có một số anh em yêu cầu mình quay ghe giã cào, cho nên bữa nay mình quay ghe giã cào cho anh em xem nha anh em. Mẫu giã cào mà mình đang quay cho anh em xem là mẫu giã cào của ghe Phan Thuyết nha anh em. Ghe Bình Thuận Phan Thuyết. Nói chung là đặc thù của ghe Bình Thuận thì mình cứ gọi chung là Bình Thuận Phan Thiết vậy đó. Nhưng mà có thể là ghe ở một số huyện khác của tỉnh Bình Thuận thì rất nhiều anh em mà xem trên kênh của mình là thấy quay video về lưới rút khá là nhiều. Nhưng mà mình cũng ít khi quay những cái cảnh video về ghe giã cào. Thì hôm bữa có một chị trên kênh của mình thì có hỏi là ghe giã cào là hình thức nó như thế nào, và chị nói là con trai của chị thì đi ghe ở Bến Tre, nghe nói là đi ghe giã cào nhưng mà chị cũng không hiểu ghe giã cào là ghe như thế nào. Thì chị có bình luận và ghi hầu như là ghi không có dấu, và ghi nó cũng sai sót chính tả. Mình tạm dịch theo cái bình luận của chị là như vậy, cho nên là bữa nay mình sẽ quay cái cách mà ghe giã cào nó bủa giã và ghe giã cào nó lên giã cho anh em xem nha anh em. Thì đây mình đang quay cho anh em xem là một cặp giã cào đôi nha anh em. Những anh em nào chưa biết hay là quý anh chị nào mà chưa biết tới cái nghề giã cào thì nó có giã cào đơn và giã cào đôi đó. Thì đây là mình quay cặp giã cào đôi, nó gồm có hai chiếc, một chiếc lớn và một chiếc nhỏ. Như chiếc lớn á, thì ở miền Trung của mình thì người ta hay gọi là chiếc giã tới, còn chiếc nhỏ thì mình hay gọi là chiếc giã lui. Nhưng ở trong miền Tây á, thì họ hay gọi là chiếc tàu đực và chiếc tàu cái. Thì chiếc tàu cái là nó lớn hơn chiếc tàu đực, giống như mình gọi là giã tới và giã lui vậy á. Thì mình thấy cái cách gọi của theo kiểu như cái và đực nghe nó gọi là nó không có cái sang lắm. Đây anh em, giờ mình quay cho anh em xem cái cảnh của chiếc ghe giã tới á, nó đang bủa giã nè anh em. Thì khi mà đánh giã thì chiếc ghe lớn á, thì nó sẽ đánh cái miệng giã ra, nó đánh cái miệng giã ra chạy một hồi rồi bắt đầu chiếc ghe nhỏ là chiếc giã lui á, nó sẽ tới nó giữ một cái gạnh của cái miệng giã, rồi bắt đầu cả hai chiếc ghe là cùng nhau là bắt đầu xẻ dây ra cho cái miệng giã nó trục xuống sâu, bắt đầu nó mở cái miệng giã rộng ra, hai chiếc ghe nó đi hai cánh và cùng cào. Đó, thì trong quá trình cào thì hầu như là cái sự điều khiển nằm bên phía của chiếc giã tới, chiếc ghe lớn anh em. Đó, anh em thấy là chiếc giã lớn này nó đánh cái miệng giã ra, bắt đầu bây giờ là nó đang giữ hai sợi dây gạnh nè. Còn chiếc ghe nhỏ là nó đang đổ khối, nó chạy tới bên chiếc ghe lớn. Thì nó khi nó chạy tới thì nó sẽ giữ một sợi dây gạnh, bắt đầu nó sẽ nối cái sợi dây trục nằm ở trên cái vòng quay vẽ, là hai chiếc nữa cùng trục cái miệng vẽ xuống sâu. Đó, anh em thấy chiếc vẽ lớn nó đang đánh cái miệng vẽ ra, nó đang còn giữ hai sợi dây gạnh anh em. Đó, bây giờ chiếc vẽ lui nè, nó sẽ tới nó xếp vô, rồi nó sẽ lấy một cái sợi dây ở cái miệng vẽ này. Đó anh em để ý đó. Đó, người ta là quăng dây que đó anh em. Đó. Thì bây giờ chiếc ghe nhỏ này, chiếc ghe lui á, nó sẽ lấy sợi dây đó nó nối trong cái sợi dây của cái vòng quay thâu dây của nó, bắt đầu giờ nó xẻ dây ra. Xẻ dây ra, hai chiếc nó sẽ mở cái miệng rẽ ra rộng và nó tiến hành cái đường cào. Đó, bây giờ mấy anh em để ý là thấy chiếc ghe nhỏ là bây giờ nó cũng bắt đầu nó trục dây ra đó nè. Đó, trục dây ra, bắt đầu nó chạy xỉa ra để mở cái miệng rẽ nó rộng ra thêm. Đó, rồi bắt đầu giờ hai chiếc đều cùng chạy và cùng nới cái miệng rẽ ra nè anh em. Đó, thì cái cách thức hoạt động của chiếc ghi dẻ khi nó đánh lưới dẻ là như vậy đó anh em. Thì anh em biết là ví dụ như cái ngờ lưới rút của mình á, mà khi đánh lưới thì chiếc ghi lưới rút nó sẽ tìm ra cá và nó đánh xong lưới là chiếc ghe lưới rút nó chỉ ở một chỗ và khu vực nó làm khi nào cho đến khi nào xong lưới thì thôi, khi kéo xong lưới thì thôi. Còn chiếc ghi dẻ mà khi nó đánh kim điện dẻ xuống, gọi là cái lưới dẻ xuống á, là bắt đầu nó tiến hành cái đường kèo của nó kèo trong cái khoảng thời gian rất là lâu, bắt đầu nó mới tới một cái điểm nào đó nó cảm thấy là kèo lâu rồi cũng có cái lượng cá ở trong dẻ rồi, bắt đầu nó mới lên dẻ nó kéo cá lên đó. Anh em thấy hai chiếc tiến hành là nới dây ra cho kim dừng dẻ đó anh em đó, nó mở rộng dẻ ra. Thì anh em làm ở trên ghi dẻ thì cái lượng người nó cũng không có nhiều giống như làm bằng cái ngờ lưới rút, thì mỗi người một cái công việc nó vừa đủ ở trên ghi dẻ thôi. Bởi vì ghi dẻ đánh xuống rồi chỉ tiến hành kèo, rồi cho đến khi nào mà lên dẻ thì máy kéo lên, những anh em tiến hành kéo dẻ lên. Còn ghe lưới rút thì cần nhiều người để cùng nhổ lưới lên anh em, kéo lưới lên. Còn ghe dẻ thì đa phần anh em tập trung để lựa cá, bởi vì cái con cá dẻ thì anh em biết là nó kèo lên là nó lộn xè ngầu đủ thứ, từ tôm, tép, ốc cho tới lương, trình rồi đủ thứ, tất cả rất là nhiều cái loại cá. Đó, bây giờ mình quay anh em xem là cái cảnh của cái ghi dẻ bắt đầu nó tiến hành nó lên dẻ nè anh em. Đó, khi nó lên dẻ là cả hai chiếc ghi dẻ nó cùng thâu dây gì, nó kéo thâu cái miệng dẻ gì. Bắt đầu sau khi mà nó thâu dây gì chứ gần tới cái lưới dẻ, gọi là tới cái miệng dẻ, là bắt đầu chiếc ghe nhỏ, chiếc dẻ lui á, nó sẽ đưa cái miệng dẻ qua cho trên bên chiếc ghe lớn, thì chiếc ghe lớn nó sẽ kéo cái miệng dẻ lên trên ghe lớn, giống như là lúc nãy nó đánh ra, và nó tiến hành nó kéo cá lên ở bên chiếc dẻ lớn luôn. Đó, anh em thấy là giờ nó đang lên dẻ đó anh em. Hồi nãy giờ nó đánh ra bao nhiêu dây là giờ nó thâu về lại đó, hai chiếc đều thâu dây đó anh em. Anh em theo dõi video lát xíu nữa, hai chiếc kia dẻ nó kéo dây lên, xong là bên chiếc dẻ lớn nó kéo cái miệng dẻ lên, rồi nó kéo cá lên luôn nha. Anh em theo dõi đến cuối video để xem cái cảnh chiếc ghi dẻ nó kéo cá lên cho anh em xem. Thì cái video này mình quay ở cái khoảng cách cũng gọi là xa, nó cũng đủ để cho anh em vừa đủ quan sát cái hình thức đánh bắt của chiếc ghi dẻ ha, chứ cũng không phải là cái gọi là cận cảnh lắm. Nói chung là quay ở cái góc này cũng tạm thấy được anh em. Thì anh em biết là có một số ghi dẻ kèo thì họ kèo họ có sung điện bên dưới luôn nha anh em. Họ câu cái nguồn điện 220 đi xuống dưới cái miệng dẻ, rồi khi mà họ đi trên cái đường kèo của họ gặp cá là nó bị cái nguồn điện nó sung điện, cho nên là nó yếu cái con cá, là bắt đầu con cá nó sẽ đi vào trong cái miệng dẻ hết toàn bộ. Còn bình thường thì đa phần kèo theo kiểu truyền thống thì họ quăng cái miệng dẻ xuống đó, họ đánh dẻ họ kèo bình thường. Còn có những cái kèo dẻ nó kèo bằng điện nữa anh em, sử dụng cái nguồn điện để kèo, họ thòng dây điện từ trên ghe phát điện truyền xuống dưới. Đây mình cố gắng mình quay cái cảnh lên dẻ cho anh em xem, chúng ta cũng hiểu được một xíu về cái nghề dẻ. Nói chung mà trong cái video này thì mình cố gắng mình bình luận, mình mô tả rất là nhiều những anh em nào mà rành về cái nghề giã cào, hoặc là những anh em đi biển thì xem những cái lời bình luận hay là những cái thông tin trên video thì nghe nó cũng rất chi là bình thường. Nhưng mà một số anh chị em mình thì không có đi biển, hoặc là có thể là chồng đi biển nhưng mà vợ thì không đi biển á, thì chúng ta cũng có thể xem cái video này để chúng ta biết được cái cách thức hoạt động của cái nghề giã cào ha. Đó anh em, bây giờ anh em thấy là cái chiếc ghe nhỏ nó đưa cái sợi dây gạnh của cái miệng giã qua bên ghe lớn. Mà bây giờ chiếc ghe lớn là nó tiến hành nó cạo luôn một lần hai sợi dây luôn, gọi là nó dìa dẻ rồi đó anh em. Dìa dẻ bây giờ cạo một quãng nữa là bắt đầu tới cái đẩy dẻ thôi. Video này nói chung là cũng quay theo cái yêu cầu của rất nhiều anh em muốn mình quay lại những cái cảnh của ghe giã cào. Thứ hai nữa cũng quay theo yêu cầu của một số anh chị mà chúng ta không có biết được cái cách thức hoạt động của cái nghề giã cào, gọi là chúng ta cũng không hẳn là người làm biển á, thì Bình thì cũng không phải là dân giã cào, cho nên là Bình lột tả theo cái kiểu mà để cho quý anh chị mình chúng ta dễ hiểu và đơn giản nhất. Mình sử dụng những cái từ ngữ gọi là nó bình thường, nó không phải là những cái từ chuyên môn của cái nghề giã, thì họ sẽ gọi nhiều cái cách thức khác. Còn Bình là Bình nói như thế nào để cho những anh chị chúng ta không làm cái nghề giã mà chúng ta cũng hiểu được, chúng ta cũng có thể biết được là cái nghề giã cào. Nó nghe nói giã cào thì ra cái nghề giã cào thì nó hoạt động như thế này, thì để cho anh chị mình dễ hiểu thôi. Đó, bây giờ chiếc giã lớn nó cạo cái miệng giã lên rồi đó anh em. Đó, gọi là hồi nãy giờ là nó cạo dây của cái miệng giã, bây giờ nó cạo luôn cả lưới giã lên. Cạo một hồi lưới là tới cái đẩy cá, là giã lớn nó dùng cái chữ E giống như cái dàn trụ, nó bắt theo kiểu chữ E, rồi bắt đầu có một cái trụ trống ở trước và trụ trống ở sau để nó chịu cái thớ, nó cạo cái đẩy cá lên luôn. Đó, thì cố gắng mình lột tả hết cái nội dung ở trong quá trình cho quý anh chị mình xem, bởi vì ngồi canh mà quay được cái clip này nói chung nó cũng rất là khó anh em. Bởi vì một chiếc giã nó cào, nó đánh lưới giã, nó cào rồi cho đến lúc lên giã thì mất khoảng tầm, có chiếc là nó cào 3-4 tiếng, có chiếc nó cào 4-5 tiếng, có chiếc nó cào tới 6-7 tiếng. Cho nên là quay những cái video về cái giã cào thì khó. Một là quay được cái cảnh nó lên giã, hai là quay được cái cảnh nó đánh giã thôi, hoặc là quay được cái cảnh nó đang cào thôi, chứ khó mà quay một cái video hoàn chỉnh về một cái cách thức hoạt động của chiếc ghe giã cào cho anh em xem. Thì bữa nay thì chiếc ghe giã cào cái cặp giã cào này nó cứ cào quanh cái khu vực mà ghe của mình đang neo đậu á, cho nên là cố gắng uống mấy ly cà phê rồi ngồi quay hết trong cái quá trình của chiếc ghe giã nó đang hoạt động cho anh em xem. Đó, anh em thấy là giờ là lưới giã nó lên gần tới đẩy rồi, gọi là lên gần tới cái đục cá rồi đó anh em. Rồi, anh em cố gắng xem cái video để hiểu được cái cách người ta lên giã nha. Đó, nó lên xong rồi, lên gần xong nó kéo lên tới đâu rồi nó thẻ cái đoạn lưới bên trong, rồi bắt đầu nó bắt cái miệng lưới bên ngoài nó kéo tiếp. Kiểu kéo dẻ nó kéo túm anh em, nó không giống như cái nghề lưới rút hay những cái nghề khác thì chúng ta kéo, chúng ta thao lên. Còn này là người ta nào túm lại, bắt đầu dùng cái sợi dây kéo vô trong cái dàn kéo quay của nó, kéo kẻ lưới kẻ cá lên luôn. Cá thì nó dồn về ở cái đục cuối cùng.